Nhà đất Hồng Sơn mến chào quý khách. Rất vui được gặp lại quý anh chị quý hàng, các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều đọc chờ hôm nay, Hồng Sơn sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà góc hai mặt tiền đường, vị trí mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề, vị trí góc hai mặt tiền đây quý vị nhá. Nhà một trệt hai lầu. Nhà có diện tích ngang 5, dài 18 m, góc hai mặt tiền, không bị lộ giới quý vị. Và đây là con đường bên hông cũng như đường phía trước của căn nhà. Nhà này có đường bên hông rộng tầm khoảng 5-6 m và đường phía trước là đường nhựa thông rộng tầm khoảng 10 m quý vị nhé. Đây là con đường nhựa rộng tầm khoảng là 10 m. Nhà này có địa chỉ tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vị trí cách với vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú tầm khoảng hơn 1 km. Và nhà này cách với chợ. Ở đây thì cách với chợ tự phát chỉ tầm khoảng là 200 m là mình ra tới cái chợ tự phát ở đây rồi quý vị này. Phía trước màn hình quý vị là một con đường lớn có chợ tự phát. Và đây là đường lớn này. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn, chuyên nhận review mua bán ký gửi nhà đất khu vực tỉnh Bình Dương như thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An và thành phố Tân Uyên. Căn nhà hôm nay mình giới thiệu cho quý vị có diện tích ngang 5, dài 18 và đây là mặt tiền bên hông. Và căn nhà này có giá rất là rẻ quý vị nhé. 4 tỷ đồng là quý vị sở hữu một căn nhà góc hai mặt tiền, được xây dựng hai lầu kiên cố như thế này đấy quý vị. Đây là vị trí đường bên hông của căn nhà này. Phía cuối vách tới đây quý vị nhé, sơn màu xanh, diện tích ngang 5, sâu 18, không bị lộ giới. Đây quý vị. Và nhà này hiện tại đang bán cà phê, bán trà sữa. Lúc trước thì chủ nhà có bán trà sữa, làm cầu thang ở bên ngoài lên trên đây để kê bàn ghế ngồi uống trà sữa quý vị nhé. Và đây là view sân phía trước. Sân này để được vài chiếc xe Honda. Và khu vực này để bán quầy trà sữa đây quý vị. Khu vực view sân đây quý vị nhé. Một căn nhà chính chủ xây ở và hiện tại đang kinh doanh buôn bán trà sữa, cà phê khu vực này. Đây quý vị. Nhà này có hai lớp cửa, ở ngoài là lớp cửa sắt 4 cánh, phía trong đây là một lớp cửa Euro Window, một lớp cửa cao cấp kết hợp với vách kính cường lực. Trong đây là khu vực phòng khách quý vị này. Phòng khách thì có khu vực sofa ở đây. Và bên đây thì có cửa phụ đi bên hông. Cửa này thì ở ngoài là cửa cuốn, đường trong là cửa kính cường lực quý vị nhé. Một căn nhà ngang 5, sâu 18, giá 4 tỷ đồng. Quý vị có nhu cầu đi xem, hãy liên hệ trực tiếp với Hồng Sơn theo số 0973 114 255 hoặc số 0983 155 009. Hẹn gặp Hồng Sơn ở vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú để đi xem trực tiếp. Trong đây là khu vực phòng bếp của căn nhà. Phòng bếp rộng rãi, bên đây có khu vực tủ rượu và trong là hai dàn tủ bếp trên và dưới. Ở đây thì có cửa đi bên hông đây quý vị nhé. Cửa đi bên hông sang đường bên hông của căn nhà. Và đây là khu vực phòng vệ sinh ở tầng trệt. Quý vị nhìn lại không gian tầng trệt một lần nữa rồi cùng Hồng Sơn lên trên để ta tham quan các khu vực phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ ở trên. Trụ cũng như tay vịn cũng như quân tiện được chủ nhà làm gỗ căm xe rất là chắc chắn và chủ nhà thiết kế cầu thang khá là rộng rãi, đi lên dễ dàng quý vị nhé. Lên tới lầu trên, trên đây sẽ có khu vực phòng ngủ đây quý vị và có phòng vệ sinh chung ở ngoài. Đây là khu vực phòng ngủ đầu tiên của căn nhà. Hồng Sơn quay video về lúc đang chập tối nên nó hơi tối một xíu quý vị nhé. Và nhà này trồng một dàn nho ở bên cạnh này quý vị này. Ở đây trồng nho nhé. Và ở đây có phòng vệ sinh chung ở đây. Mình cùng sang tiếp khu vực phòng ngủ tiếp theo. Căn nhà có địa chỉ tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và đây là phòng ngủ phía trước cực kỳ rộng rãi này. Nhà này được thiết kế dạng lệch tầng quý vị. Và phòng ngủ này có ban công sân thượng phía trước ra đây quý vị. Ở trên là hệ thống trần chỉ thạch cao được chủ nhà thiết kế khá là đẹp. Và có cửa sổ bên hông thoáng mát cũng như là ban công sân thượng phía trước. Ở đây có ban công sân thượng phía trước này. Lúc trước chủ nhà kê bàn ghế bán trà sữa trên đây quý vị nhé. Đi từ cầu thang bên hông lên. Bây giờ thì không bán lên trên nữa quý vị. Nhà góc hai mặt tiền, giá 4 tỷ đồng. Vẫn còn bớt trực tiếp với chủ nhà. Quý vị có nhu cầu đi xem, hãy liên hệ trực tiếp với Hồng Sơn theo hai số điện thoại trên màn hình 0983 155 009 hoặc số 0973 114 255. Và đây là phòng ngủ thứ ba chủ nhà không sử dụng tới quý vị nhé. Phòng ngủ thứ ba không sử dụng tới, rất là rộng luôn. Và trên đây là khu vực sân thượng cũng như là phòng thờ trên đây. Ở đây thì có cái sân thượng cực kỳ rộng ở đây này. Khu vực đây thì mình kê máy giặt, phơi đồ, rồi tập thể dục, tập gym ở đây. Và phía trước đây là khu vực phòng thờ quý vị nhé. Chủ nhà không sử dụng tới phòng thờ trên đây. Video của Hồng Sơn đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.